Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu Euro 2021 hôm nay 19 tháng 6 và rạng sáng ngày 20 tháng 6, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các lượt trận thứ hai của vòng bảng. Trận đấu sớm nhất trong ngày thi đấu hôm nay là cuộc so tài giữa Hungary với Pháp tại bảng F vào lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam. Sau khi đánh bại Đức ở trận ra quân, Pháp đang hưởng khí thế bước vào trận đấu với Hungary. Ở cuộc so tài này, nhà đương kim vô địch thế giới được đánh giá cao hơn Hungary rất nhiều. Nếu như Pogba và các đồng đội chơi đúng sức, Pháp sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng F là màn so tài giữa Bồ Đào Nha với Đức diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Bồ Đào Nha đang hừng hực khí thế sau trận thắng Hungary nên rất quyết tâm giành thắng trước Đức để có thể đoạt vé sớm. Bên kia chiến tuyến, Đức đang gặp khó khăn sau trận thua Pháp. Áp lực dành cho huấn luyện viên Joachim Löw và các học trò là rất lớn vì nếu như thất bại trước Bồ Đào Nha, nguy cơ cỗ xe tăng phải về nước là rất cao. Bằng mọi giá, Đức phải giành ít nhất 1 điểm trước Bồ Đào Nha mới có cơ hội đi tiếp. Do đó, ở cuộc đọ sức này được dự đoán căng thẳng và kịch tính. Trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2021 là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha với Ba Lan. Cả hai đội bóng này đều khởi đầu Euro 2021 một cách không tốt nên rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này. Tây Ban Nha có hội giành chiến thắng cao hơn vì sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn. Theo lịch tường thuật trực tiếp Euro 2021 hôm nay, trận đấu giữa Hungary với Pháp, Bồ Đào Nha với Đức được chiếu trên kênh VTV6. Trận đấu Tây Ban Nha với Ba Lan được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và nhận định bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.